Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 55 năm không bệnh nhờ ăn gạo lứt. Cô Nguyễn Thị Cúc ăn gạo lứt theo thực dưỡng từ năm 1963 và từ đó đến giờ luôn vui vẻ khỏe mạnh, không hề bị bất cứ một bệnh gì. Trải qua gần 55 năm rồi, cô chẳng uống thuốc nào cả, kể cả khi sanh. Bác sĩ cho thuốc nhưng cô không uống. Cả xã hội mà mọi người đều không bệnh như cô thì lợi lạc biết chừng nào. Để được vui khỏe, đơn giản chỉ ăn thực dưỡng. Cô sinh năm 1944 và hiện đang ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn là nữ sinh của trường nữ trung học Đồng Khánh ở Huế, một trong những trường lớn và cổ kính của nước ta, cô may mắn gặp được phương pháp thực dưỡng. Cô thích đọc sách và một hôm ghé hiệu sách, thấy quảng cáo phương pháp tiết thực và chữa bệnh không dùng thuốc nên cô mua sách về nghiên cứu và thực hành theo. Lúc đó cô không có bệnh gì cả mà chỉ đơn giản là thích các phương pháp tự nhiên. Hơn nữa ăn gạo lứt tiết kiệm được nhiều tiền, càng ăn gạo lứt cô càng thấy khỏe, do đó càng thích. Lúc đó cô ăn 90-100% gạo lứt với tối đa 10% rau củ, cách ăn số 7 và số 6. Cho đến năm 1967, khi cô có chồng năm 1968, cô ăn rộng hơn theo chồng nhưng vẫn giữ nền tảng thực dưỡng. Khi sinh con, những người con của cô đều được nuôi theo thực dưỡng. Cô lấy gạo lứt làm thức ăn chính. Cô sinh 5 người con trai và 1 người con gái và nuôi rất dễ dàng. Cô nói nhờ ăn theo thực dưỡng, tất cả con của cô đều ngoan hiền học giỏi, năm nào cũng nhận phần thưởng và thi đậu vào nhiều trường đại học cùng lúc. Việc sanh đỡ của cô rất dễ dàng, nhanh chóng. Mỗi lần sanh dĩ nhiên có đau bụng nhưng chỉ đau nhẹ, không hề lo lắng. Thời gian từ lúc có dấu hiệu sanh đến lúc sanh khoảng 10 tiếng đối với lần sinh đầu, còn những lần sau thì ngắn hơn nhiều. Lên bàn sanh khoảng 5 đến 3 phút là sanh xong. Cân nặng của những người con của cô lúc mới sanh khoảng 3 đến 3,2 kg. Khi con bị bệnh, cô thường tự chữa bằng cách là điều chỉnh các món ăn, như hạt gạo lứt mà cô nuôi 6 người con nhẹ nhàng, ít tốn kém, không tốn tiền mua thuốc, không cần đi học thêm. Lúc các con của cô còn nhỏ, gia đình đã thường xuyên ăn gạo lứt với tương và mè. Đây là những món ăn cơ bản luôn có ở trong nhà, khi có tiền mới mua thêm thức ăn khác. Ngày xưa cô hay làm nước tương, trong quá trình làm tương ủ mèo là rất khó. Chế độ ăn hiện tại của cô nằm trong khoảng số 6 và số 7, đa phần là cơm lứt, nhai nhuyễn từ 50 đến 100 lần cho mỗi miếng ăn. Buổi chiều tối cô chỉ ăn một chén cơm lứt với muối mè, cô không hề thèm những thức ăn khác. Cô đi đâu xa cũng mang theo các thức ăn của thực dưỡng như cơm lứt, nấm, cốm, cốm lứt, bún gạo lứt và chọn những món ăn có tại địa phương mà hợp với thực dưỡng. Thấy cô ăn gạo lứt, nhiều người cho rằng như thế là ăn khổ cực. Cô bảo cô không thấy cực mà thấy vui nữa là khác. Người có ốm nhưng ai đổi mập cô không đổi, vì mập mà bệnh thì không tốt. Huyết áp của cô thường ổn định ở số đo 120/80, mặc dù năm nay cô đã 73 tuổi. Đây là chỉ số huyết áp của thanh niên. Cô nói gạo lứt rất hay, ăn rất ngon. Ăn gạo lứt sẽ giúp thông minh, làm cho con người trở về thiên nhiên, sống có đạo lý, mang đầy đủ đức hạnh, nhân lễ nghĩa trí tín của nhà Nho. Cô thấy rằng thực dưỡng cho sức khỏe khang kiện, trí óc minh mẫn và làm cho cuộc sống thịnh vượng lên, không gặp tai nạn, ít thăng trầm, có nhiều may mắn trong cuộc đời. Hiện tại cô cảm thấy lúc nào cũng vui. Từ khi ăn gạo lứt, cô không biết buồn phiền là gì cả. May mắn gặp được phương pháp thực dưỡng thật tuyệt vời. Tu nhiều kiếp mới gặp được thực dưỡng. Người ta có gặp nhưng không giữ được, ăn vài bữa cũng bỏ hoặc ăn không nghiêm túc, thậm chí bị bệnh rồi cũng không chịu ăn. Ăn gạo lứt giúp cô hiểu đạo Phật và thực hành đạo dễ hơn. Ăn gạo lứt là thuận với tự nhiên, làm thân tâm nhẹ nhàng, trong sáng, thanh tịnh. Cô nói lý thuyết của tiên sinh Osawa rất hay, hợp với đạo lý làm người. Khi ăn thực dưỡng thường có những phản ứng thải độc xảy ra như nổi mẩn ngứa trên da, tiêu chảy, sốt. Tùy theo từng bệnh, phản ứng thải độc là tất yếu và cần thiết. Theo cô, khi ăn số 7 nên ăn thêm với muối mè. Mè có đủ protein, lipid và glucid, sẽ làm cơ thể điều hòa hơn. Được hỏi tại sao hiện nay người ta bệnh nhiều và bệnh nặng, cô trả lời thứ nhất là do ăn uống sai trái. Thực phẩm hiện tại độc hại quá nhiều, cũng không biết làm sao để cải thiện được. Chỉ còn cách ăn ít hoặc không ăn mới tránh được thực phẩm nhiễm hóa chất này. Thứ hai, do tư tưởng vọng động nhiều quá, không dừng lại một chỗ, tham đủ thứ. Vì biết thực dưỡng có lợi rất nhiều nên cô sẵn sàng hướng dẫn cho bất kỳ ai muốn ăn gạo lứt. Nhiều người ở gần nhà cô cũng ăn theo gạo lứt khi thấy cô luôn khỏe mạnh, không bao giờ bị ốm đau. Đám cháu nội cháu ngoại của cô mà bị bệnh liền nhờ cô chữa bệnh cho. Cô đã hướng dẫn nhiều người thoát khỏi bệnh tật nhờ theo thực dưỡng. Cách đây gần 10 năm thì một cô bé ở Buôn Mê Thuột bị ung thư đáy lưỡi và bệnh viện yêu cầu mổ. Cô bé không mổ mà ăn gạo lứt theo hướng dẫn của cô và đã hết bệnh. Bây giờ cô bé ấy đã trở thành người mẹ hai con. Một trường hợp khác là bạn cô bị mất ngủ, đau bao tử, tay run không còn viết được, viêm khớp đến nỗi không có cảm giác khi mang dép. Sau một thời gian ăn thực dưỡng, các bệnh này không còn nữa. Cô nói thực dưỡng giúp ích nhiều cho xã hội, nhẹ cho y tế, bớt người bệnh. Như cô đây, con cái không phải lo về chuyện bệnh tật của cô. Một người nằm viện thì phải ít nhất hai người khác nữa để lo chăm sóc. Một người ở với bệnh nhân, một người chạy lui chạy tới bệnh viện. Theo cô, ở lứa tuổi nào ăn thực dưỡng cũng được, đối với trẻ em nên cho ăn rộng một chút vì tuổi đang lớn. Thực dưỡng giúp tăng trưởng sức khỏe, trí phán đoán, trí tuệ và trí nhớ.
Trong 3 năm cấp 3, cô đều học giỏi và được nhận phần thưởng. Ăn gạo lứt, người đi học sẽ có trí nhớ tốt, người lập gia đình sẽ giữ được hòa khí trong gia đình, người lớn tuổi giữ được sức khỏe tốt. Cô khuyên khi ăn gạo lứt phải ăn một cách vui vẻ, ăn một cách ham thích, ăn thấy sung sướng, ăn thấy ngon thì thức ăn mới là thần dược, nhiệm màu. Chứ ăn mà bắt buộc ăn, ăn mà hay thèm những món khác thì sẽ không có kết quả. Những người mới bắt đầu ăn nên ăn nghiêm túc, nhai kỹ có hiệu quả chữa bệnh cao. Trước khi theo thực dưỡng phải đọc sách về thực dưỡng như là Tân Dưỡng Sinh, Gen và Dưỡng Sinh, Vui Sống Tự Nhiên. Cô nói những người bạn cùng đi tập thể dục với cô, người nào cũng mập tròn trịa nhưng người nào cũng mang theo người một bịch thuốc, lúc nào cũng phải nhớ uống thuốc. Họ luôn khoe ăn cái này ăn cái kia và khoe luôn sự hiểu biết của mình về thuốc. Không phải là bác sĩ mà biết nhiều về thuốc là người nhiều bệnh. Cô đúc kết thành chín lời khuyên cho mọi người: ăn chậm nhai kỹ, ăn ít nói ít, chịu ăn nhẹ hoặc không ăn, giữ tâm thanh tịnh, thường xuyên nuốt nước bọt, làm việc hết sức nhưng không cố gắng quá sức, yêu thương mọi người mọi loài, giữ khiêm tốn, tha lỗi lầm, tiết kiệm trong mọi lĩnh vực. Và ba lời khuyên dành cho người bệnh là 3 tháng nghiêm ngặt, 3 năm dè dặt, suốt đời đạm bạc. Trước đây cô là giáo viên cấp 2 và máu mê đọc sách luôn tuôn chảy ở trong cô. Cô cũng là người yêu thơ, cô sáng tác nhiều bài thơ và sau đây là 4 bài thơ trong số đó thể hiện tâm hồn của cô, lúc nào cũng thơ ngây như tự nhiên, vui như mùa xuân và an lạc như mặt đất. Phương pháp dưỡng sinh. Phương pháp dưỡng sinh thật diệu kỳ, giản đơn hiệu nghiệm khó so bì, trật tự bao trùm khắp vũ trụ, chữa lành tất cả bệnh nan y, âm dương điều hòa chân thiện mỹ, nguyên lý vô song thật đáng ghi, tự do hạnh phúc công bình thật, an vui tự tại thuyết vô vi. Bài thơ tịnh độ là đây. Giữ được chân chánh niệm, đi trong cõi ta bà, từng bước gió mát thổi, từng bước sen nở hoa, chân bước miệng mỉm cười, cỏ lá hoa mừng vui, đất hôn chân nhẹ nhẹ, âu yếm không muốn rời. Có gì đâu mà vội, cứ thông thả thảnh thơi, vững chãi và an lạc, cõi tình độ đây rồi. Xuân. Trăm hoa đua nở đón xuân sang, pháo xuân đã nở rộn trong lòng, hương xuân phảng phất mùi hoang dã, rượu xuân nồng ấm, nét thư nhàn. Thơ xuân sực đứt mùi kim cổ, ý xuân đầm thắm khắp nhân gian, tình xuân một thoáng hùng. Ha ha ha, 问什么的说